lòng như nỗi u hoài, tà lụa bay bay nhẹ trên con phố xa mờ. Trên đôi guốc trang đài tung bay áo lụa dài, làm lòng ai sao thầm thương như đã ngỡ trải dài nơi em bước qua. Trải dài nơi em bước qua. Những sắc thắm trong cơn mơ anh gặp, giờ đang cùng em dạo chơi, giờ đang nhẹ bay lạ lơi. Hãy để nắng dọi vào dáng em thôi, từng đường cong lụa nhẹ ôm lấy em, lụa trên tấm thân em như lời thơ, lụa ôm lấy thân em tựa giấc mơ, lụa trên
thấy, chú quậy thấy không? Các bạn mẫu nhí của chúng ta trình diễn vô cùng dễ thương phải không nào? Anh quậy phải học hỏi các bạn mẫu nhí thật nhiều đấy nhá. Và vừa rồi thì anh Quậy đã theo dõi rất là chăm chú cái tiết mục mẫu nhí vừa rồi. Và anh Quậy hứa rằng năm sau khi mà anh Quậy xuống dưới hạ giới, anh Quậy sẽ đi catwalk đẹp hơn. Các bạn có đồng ý không nhá? Các bạn nhỏ ơi, ở trên cung trăng của chị Hằng có vô vàn những nhiều niềm vui. Các bạn nhỏ có muốn lên cung trăng cùng với chị Hằng không nhỉ? Bé quá, anh Quậy nghe thấy bé quá. Các bạn có muốn lên cung trăng cùng với anh Quậy và chị Hằng không? Vậy thì các bạn nhỏ phải trả lời được những câu đố của anh Quậy và chị Hằng nhé. Với câu đố đầu tiên, rất là đơn giản thôi. Loại bánh gì thường có trong gia đình của chúng ta vào dịp lễ Tết Trung Thu nhỉ? Loại bánh gì? Loại bánh gì? Nào các bạn cùng đồng thanh hô được không nào? Loại bánh gì nhỉ? Bánh Trung Thu á? Có phải không anh Quậy? Có phải không? Hay là bánh su kem nhỉ? Su kem á? Có phải su kem không hả các bạn nhỏ? Thế anh Quậy đố thêm một tí nữa này. Bánh Trung Thu thì có hai loại mà chúng ta hay ăn, đó là bánh gì nhỉ? Và bánh... Đúng rồi, đó chính là bánh nướng và bánh dẻo. Các bạn nhỏ của chúng ta giỏi quá, khen các bạn một tràng vỗ tay. Rồi các bạn thông minh quá nên anh Quậy tiếp tục đố một câu hỏi khó hơn một tí này. Các bạn tập trung nha. Câu hỏi như sau. Đèn gì giống hệt ông sao mẹ mua cho bé vào dịp Trung Thu? Đèn gì hả các bé? Đèn gì nhỉ? 1, 2, 3. Đèn ông sao có phải không chị Hằng? Không còn câu trả lời nào đúng hơn nữa Quậy ạ. Các bạn nhỏ của chúng ta vô cùng siêu đúng không anh Quậy? Chính xác, vậy thì chúng ta sẽ cùng lên cung trăng nhé. Xin mời các bạn nhỏ hãy cùng lên với cung trăng diệu kỳ.